Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắt, làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mùng 1 khấn Phật, mùng 10 tiền về, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, gặp may liên tiếp, công danh tựu thành, tiền tỷ chắc cao như núi trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 tháng mến, cô bác anh chị đã sẵn sàng để thành công, chắc là có. Vậy cô bác anh chị đã sẵn sàng để lại một lần tiếp tục cống hiến hay chưa? Bạn đã sẵn sàng để lại một lần, ngẩng đầu nhìn trời cao mà cười thả cửa, đã sẵn sàng để lại một lần cháy, lại một lần cố, lại một lần gắng, lại một lần nỗ lực, lại một lần kỷ luật, theo đuổi những dự định của cuộc đời. Nếu câu trả lời trong tâm khảm của cô bác anh chị là có, vậy tức là cái tâm cô bác anh chị muốn, cái thân của cô bác anh chị động, khớp với sự xoay chuyển của thời vận mệnh đề. Lần này, hãy cứ làm việc trong thầm lặng, để thành công cất tiếng nói riêng thay cho cô bác anh chị, nói hơi sân si một tí. Sự trả thù thỏa mãn nhất với những kẻ từng quay lưng với cô bác anh chị là thời điểm cô bác anh chị thành công vượt bậc, thành tựu đầy thân. Nhưng thật ra khi đạt được điều đấy rồi, cô bác anh chị cũng sẽ thấy những kẻ đó chẳng đáng để bạn tâm. Suy cho cùng là sống là vì ta, vì vui, vì những người đáng được yêu thương, vì những người đáng được tri ân, vì những cá nhân đã lựa chọn gian tay tin tưởng ta ở những thời khắc tăm tối của cuộc đời. Có phải vậy không? Hà Bính Ngọ, hà hành nội chi mã. Thưa quý mệnh chủ Bính Ngọ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cô bác anh chị cái vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Quý khán giả thân mến, con người ai cũng có số phận, biết được số mệnh tiền định thì ta sẽ biết cách đưa ra chiến lược phù hợp với chính mình, nương theo thời vận mà đi. Có câu, tiểu phú do nhân, đại phú do thiên. Số phận con người giàu nghèo sinh ra đều có số. Có người sinh ra đã ở trong gia đình giàu sang, đầy đủ điều kiện, lại có người trải qua tuổi thơ vất vả, thiếu thốn. Số có số đại phú, trung phú và tiểu phú. Nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vận mệnh. Nhưng thực ra trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở một mức độ nhất định. Vì vận mệnh con người chỉ có thể cải thiện dao động trong một phạm vi nhất định, không vượt quá ngưỡng, nghĩa là có giàu cũng không giàu vượt ngưỡng trên, và có nghèo cũng không nghèo dưới ngưỡng dưới, trong mức thang thịnh vượng của mỗi người. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, theo luận giải mới nhất của giới tiên tri, con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 từ khi sinh thời, dù chăm chỉ tốt bụng, nhưng đã chịu không ít khó khăn, khổ nạn, người vùi kẻ dập, người khinh kẻ ghét. Nhưng bước sang tuổi 59 chính là thời khắc định mệnh đón nhận đại phú từ thiên thời, làm gì cũng thành công, tha hồ hưởng tài, hưởng lộc, buôn bán phát đạt, làm ăn thắng lợi. Đặc biệt mới đây, thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong tháng 6 âm lịch năm 2024, tiền tài sẽ ồ ạt chút xuống nhà của con giáp tuổi Bính Ngọ, nhưng với điều kiện con giáp này biết đúng cách để nắm bắt nó. Nếu quý khán giả hữu duyên gặp được video này, nghĩa là thiên cơ đã hiện rõ ở trước mắt. Vậy, vận trình tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Ngọ sẽ ra sao?
bản mệnh cần làm gì để đón nhận cơ may và đổi đời sang trang mới, thì xin mời quý khán giả hãy cùng chú ý theo dõi và đón nhận mệnh số của mình ngay sau đây. Và trong video đặc biệt này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những quý nhân và vật phẩm phong thủy giúp cuộc sống của tuổi Bính Ngọ suôn sẻ, làm ăn phát tài, phát lộc, giàu sang nứt vách, sung sướng cả đời. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ thân mến, không phải câu chuyện nào cũng có chương kế tiếp. Đôi khi chương hiện tại chính là chương kết thúc của nó. Tuy có còn hơi dang dở hoặc giả nhân vật chính, tức là bản mệnh cảm thấy không thật sự hài lòng với kết cục, nhưng hết tức là hết cũ, mà không đi đâu ra chỗ cho mới nó được. Vậy nên không cần cố chấp hay nuối tiếc. Nhiều khi đôi lúc có những thứ được chú định dở dang dang, đơn giản là vậy. Cũng không phải lúc nào số phận cũng sẽ nhắc nhở bản mệnh rằng sắp đến lúc quan trọng lắm, sắp tới bước ngoặt cuộc đời rồi, hoặc động viên bản mệnh có lên bước chuyển ngay đây rồi. Kia mà chúng ta có thể là cứ thế mà làm, cứ thế mà bước, cứ thế mà đi, cứ thế mà tiến. Còn có đúng vận hay không, có được số phận ưu ái hay không thì hãy còn tùy vận may, tùy đoạn khúc của mỗi người. Với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch, đây sẽ là thời điểm rất thích hợp để đóng một vài cái cũ, đóng hẳn luôn và bắt đầu một vài cái mới hoàn toàn, đón một số điều tốt lành, may mắn sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Gắn bó và đồng hành trong suốt những năm tháng sau này, nên giờ là đoạn quan trọng để nắm lấy, tránh khỏi hối hận về sau, lại trách bản thân mình hớ hênh cơ hội, không nghiêm túc với cuộc đời. Bản mệnh biết không, những nỗi sợ vô căn cứ sẽ khiến ta luẩn quẩn vào hai điều, hoặc ta sẽ tập trung nhớ nhung, nuối tiếc nhiều về quá khứ, hoặc ta sẽ ngồi lo lắng, gờ sợ hãi về tương lai. Dù là điều nào đi nữa cũng khiến ta mất tập trung vào những gì đang cần chú tâm. Ở hiện tại, nỗi sợ không có thật, nó chỉ là một thứ sản phẩm do tâm trí tạo ra để ngăn cản ta đạt được điều gì đó thật sự trong cuộc sống của mình. Nên đừng để sự sợ hãi lấn át lý trí của bản thân, hay quên mất rằng bản mệnh đang thật sự muốn làm gì, phải làm gì, cần làm gì. Đã một thời gian dài bản mệnh không có được sự thông thuận rồi. Ngay trong tháng 6 âm lịch cho đến hết năm 2024, sự thuận lợi hanh thông sẽ tới với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Vậy nên, hãy tận dụng nó một cách xuất sắc, chắt chiêu từng giọt may mắn, xây lại một chút tựu thành, lấy đó mà tự chữa lành cho bản thân, thêm tự tin lại vào chính mình, để lại tiếp tục con đường tìm kiếm sự thành công mà bản mệnh đang đi bao lâu nay bản mệnh nhé. Đừng bao giờ quên tại sao bản mệnh lại bắt đầu, tại sao bản mệnh lại đang ở vị trí hiện tại, yêu ai, ghét ai, thù ai, hận ai. Tất cả những cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực, là nỗi đau, nước mắt hay niềm vui, nụ cười, hãy coi nó là nhiên liệu thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong bản mệnh mỗi ngày, và sau đấy lại kiên trì kỷ luật mà bước tiếp thôi bản mệnh à. Mong bản mệnh có một tháng 6 âm lịch với nhiều điều mới mẻ, may mắn, thuận lợi, hanh thông và tận dụng được hết những khả năng của bản thân, lẫn những cơ hội của cuộc đời. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho biết, vận khí của người tuổi Bính Ngọ vụt sáng, gần như mọi phương diện đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, hứa hẹn một tháng thuận lợi, bản mệnh đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh. May mắn được cả cục diện lục hợp và các tinh thái dương che chở, công việc tiến hành khá suôn sẻ, đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức, tăng lương đều có. Quan trọng là bản mệnh chủ động nắm bắt. Tháng 6 âm lịch này, bản mệnh cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa. Cuộc sống bình ổn hơn, tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh. Thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh. Về phương diện tình cảm, đào hoa khá vượng, có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Nhưng ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay, chung sức làm giàu. Sức khỏe có dấu hiệu đáng ngại, bản mệnh nên hạn chế vận động mạnh, để phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng kẻo va quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Tiếp theo chương trình,
sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng các tín hiệu tử vi của người tuổi Bính Ngọ vô cùng tích cực, bản mệnh có cả lục hợp thái tuế xuất hiện, lại có các tinh thái dương soi chiếu. Do đó, sự nghiệp trong tháng mới của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu chuyển biến tích cực, các công việc tiến hành suôn sẻ, ngay cả một vài hạng mục tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Bạn đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh, sự nỗ lực của bản mệnh, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người. Khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Thêm nữa, lối tư duy của bản mệnh thông suốt, lại hành sự chu đáo, nên đón vô vàn cơ hội để nâng tầm sự nghiệp, gặt hái thành quả xứng đáng với những nỗ lực, miệt mài trong suốt thời gian dài trước đó. Tháng này, bạn cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa. Cuộc sống bình ổn hơn, những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết và hỗ trợ nhau rất nhiều. Các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức, tăng lương đều có. Quan trọng là bản mệnh biết chủ động nắm bắt, có người còn gặp được không ít người cùng chí hướng, có thể bắt tay hợp tác cùng để thúc đẩy sự nghiệp thêm thăng hoa. Một vài rắc rối trong mối quan hệ xã giao từ tháng trước còn lưu lại trong tháng này, bản mệnh sẽ xử lý triệt để, duy trì bầu không khí hài hòa và đoàn kết. Nhờ thế, bạn sẽ có được nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực hơn vào mỗi ngày, bản mệnh đi làm tâm lý không còn bị ảnh hưởng, sao nhãng như trước. Trái lại, bạn tập trung tinh thần cao độ, làm việc đạt hiệu suất rất cao, được lãnh đạo khen thưởng. Dù vậy, khối lượng công việc khá nhiều, lại có hung tinh thiên quang rình rập, tuổi Bính Ngọ vẫn cần đề cao cảnh giác có kẻ tiểu nhân quấy phá. Những việc dài hay ngắn hạn đều đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng công việc dồn đống, không xử lý kịp thời hoặc bỏ sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu buông lời gièm pha. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, những cơ hội gia tăng tiền bạc cũng sẽ đến liên tiếp với Bính Ngọ trong tháng này. Rất nhiều dự án mang lại nguồn tiền dồi dào, các khoản đầu tư trước đây vẫn đang đổ tiền về. Người làm công ăn lương cũng tìm được hướng đi mới để làm thêm, hứa hẹn sẽ có mức thu nhập đáng kể trong thời gian tới. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh. Thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh, cho dù là đầu tư nhỏ hay lớn thì đều mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận đáng kể. Khi cần thiết, hãy tìm đến những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên hợp lý. Nhờ có Thái Dương nâng đỡ, những may mắn của tuổi Bính Ngọ không chỉ dừng lại ở đó, khi mà hễ động vào đâu là tuổi Bính Ngọ cũng có thể biến nó thành tiền bạc cho mình. Nhìn chung, vận khí của bạn đang lên, hãy nên chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Cũng nên lưu ý rằng, các khoản thu chi trong tháng khá nhiều, dù tài lộc khá vượng nhưng bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để kiểm soát tốt túi tiền, để tiền bạc không còn gây áp lực quá lớn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ vô cùng lý tưởng, với nhiều trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn, thiên diêu chủ đảo hoa tinh mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen, kết thân với người khác giới. Có điều, đôi khi đào hoa quá vượng lại không phải chuyện tốt. Tử vi khuyên bản mệnh, tháng này kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Bính Ngọ nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được câu trả lời đồng ý từ phía đối phương. Những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay, chung sức làm giàu. Những mâu thuẫn, xung đột trước đó được giải quyết triệt để. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện cưới hỏi của con cái, hoặc mua nhà, sắm xe, thì tín liên tục ập đến bất ngờ. Tuy nhiên, giữa con cái và cha mẹ vẫn sẽ có khoảng cách thế hệ nhất định. Bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Như vậy, mọi rắc rối đều có thể dễ dàng tháo gỡ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch. Nguyệt lệnh lâm bệnh báo hiệu sức khỏe của Bính Ngọ có dấu hiệu đáng ngại,
có nhiều thời điểm, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng hoặc khó tiêu. Thời tiết nắng nóng cao điểm dễ khiến cơ thể mất sức, bạn nên chú ý bồi bổ nhiều hơn. Quan trọng là thiết lập lại chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống đúng giờ giấc, hạn chế ăn ngoài, nhất là những thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ cũng như hóa chất, khiến cơ thể phải chịu áp lực. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng kẻo va quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch đến, mọi sự cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người, khả năng cao sẽ được thăng chức, tăng lương, nhận được nhiều thành tích ngoài mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh lá. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới đem tới các tinh tử vi soi đường, chỉ lối cho tuổi Bính Ngọ không bị lạc đường trong tuần mới này. Đầu tháng, đầu tuần, chuyện gì cũng sẽ được như ý, lộc lá về tay bạn trong sự ngỡ ngàng. Rất có thể kế hoạch làm việc tuần này sẽ hoàn thành trước thời hạn, nhưng đừng mạo hiểm, cách duy nhất để nâng cao hiệu quả là chậm mà chắc. Trong ngày thứ tư và năm trong tuần, bạn linh hoạt, dễ nảy ra những ý tưởng táo bạo, có thể dùng những chiêu trò lạ để giành chiến thắng trong công việc, nhưng thứ sáu lại dễ bị người khác gài bẫy, nên bạn cần cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình, đây sẽ là sự trợ giúp không thể thiếu trong việc kiếm tiền của bạn. Bạn cũng có lộc làm ăn, nhất là những bạn đang buôn bán tự do hoặc theo đuổi con đường quan chức. Một quý nhân lớn tuổi sẽ hỗ trợ bạn khá nhiều trong tuần mới. Tuần này, người độc thân hãy giao tiếp nhiều hơn với người lớn tuổi, vì họ có thể cho bạn những lời khuyên bổ ích. Vận may tình duyên sẽ nóng lên trong cuối tuần này. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, bày tỏ tình cảm, đồng hành trong một chuyến đi chơi xa và xích lại gần nhau hơn. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, thái âm chỉ đường dẫn lối, bật mí cho tuổi Bính Ngọ biết rằng, tuần này là tuần tốt lành cho sự giàu có và sự nghiệp. Đừng đánh giá thấp thứ sáu và chủ nhật, ánh sáng tốt lành của hai ngày này tỏa sáng, có vẻ như đã đến lúc bạn dang rộng đôi cánh và bay đi. Nhờ ảnh hưởng tốt của tam hợp cục, nên cuối tuần này, tuổi Bính Ngọ có tin vui trong công việc, năng suất tăng mạnh, buôn may bán đắt. Đừng quên lên kế hoạch cho một số công việc quan trọng hoặc tham gia các hoạt động xã hội để tăng cường ngoại giao. Nỗ lực rồi thành công thì bạn chẳng cần phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống nữa. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, tuổi Bính Ngọ luôn cố gắng hạn chế vay mượn, tuyệt đối không lần khất mập mờ, nợ ai thiếu ai, nhất quyết phải trả. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ kiếm tiền còn giỏi hơn cả nam mệnh, nhiều người tự lập từ sớm và chịu khổ giỏi, nên rất biết tiết kiệm tiền và không ngại chi tiền làm việc thiện, lo cho người thân trong gia đình. Nếu bạn còn độc thân và muốn yêu, bạn sẽ trở nên năng động và bắt đầu sẵn sàng chấp nhận những cuộc hẹn hò thú vị. Những cặp đôi đang yêu thường có trạng thái hưng phấn, hạnh phúc khi ở bên nhau. Tuy nhiên, cuối tuần cảm xúc của hai bạn trở nên bất ổn và dễ bị ảnh hưởng. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, dịch mã chiếu mệnh cho Bính Ngọ biết rằng, có làm thì mới có ăn, càng năng động thì càng có tiền, càng cu li và lười biếng càng mất lộc, tự mở lối cho người khác vượt mặt mình. Tuần này tuổi Bính Ngọ giàu hay nghèo, chủ yếu nhờ vào tính cần cù của bạn, vận may của bạn sẽ dồi dào sau thứ ba, đồng thời, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều nhiệm vụ mới, khiến cấp bậc và thành tích của bản thân được nâng lên. Tuần này tốt cho những ai đang đi làm ăn xa, muốn xuất ngoại hoặc đi công tác xa, mở rộng thị trường làm ăn, buôn bán hoặc làm ăn với người ngoại quốc, khả năng nhắm đến các cơ hội kinh doanh rất tốt và có kế hoạch quản lý tài chính khá ổn, nên bạn hoàn toàn an tâm về đường tiền bạc của mình trong tuần này. Nhưng bạn nên biết rằng, cơ hội đến mà không nhanh tay giật lấy, thì người khác sẽ cướp mất, càng chịu khó cày cuốc và nhẫn nhịn, bạn càng có nhiều tiền. Tuần này, người độc thân sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò, nếu có hứng thú với ai đó,
bạn có thể tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn về họ. Những người đang trong một mối quan hệ yêu đương lâu dài, đôi khi mất đi sự đam mê nhất định do công việc, tiền bạc, cuối tuần nên gác công việc sang một bên để giải tỏa căng thẳng. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, sao Thái Dương xuất hiện, dự báo một tuần thăng hoa rực rỡ với người tuổi Bính Ngọ trên nhiều phương diện, tham vọng của bản mệnh khá lớn. Bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp của những chú ngựa trên đà tiến triển tốt đẹp. Bạn cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Tuy không hay khoe ra năng lực của mình, nhưng những hành động của bạn đã đủ chứng minh bạn là người dám nghĩ, dám làm. Đã làm là sẽ cho ra đời những kết quả đáng ngưỡng mộ. Tài lộc trong tuần khá dồi dào. Công việc chính hay việc phụ đều là nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này. Cát khí vượng, nên người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập, giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Người làm nghề tự do hay kinh doanh cũng phát tài nhờ cái duyên của mình, nên được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng yêu thích. Thái Dương cát tinh cũng che chở cho nhân duyên của tuổi Bính Ngọ trong tuần này, đặc biệt là nam mệnh, bạn thể hiện được sức hút của mình, phô bày được những ưu điểm của mình trước người khác phái. Nhờ vậy, người độc thân có thêm các cơ hội lựa chọn người phù hợp với mình. Các cặp đôi có thể ngồi lại cùng bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thuyền buồm đầu rồng đồng nhỏ. Thuyền buồm trong phong thủy được coi là một biểu tượng của sự thành công, thắng lợi trong kinh doanh, giao dịch làm ăn, buôn bán. Người Trung Quốc rất thích biểu tượng thuyền buồm vì nó mang ý của sự thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Thuyền buồm kết hợp với đầu rồng mang biểu tượng cho sự tiến tới quyền lực và uy phong của gia chủ. Bạn có thể đặt thuyền rồng ở phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trưng bày để mang đến nhiều may mắn và thành công trong công danh sự nghiệp, thu hút tiền tài. Hổ lô mắt mèo lớn, hổ lô miệng nhỏ, bụng lớn. Tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài phúc lộc, nhưng công dụng nổi bật nhất của hổ lô chính là tiêu tai hóa bệnh. Mắt mèo còn có tác dụng chữa được các bệnh về tinh thần, bảo trợ sức khỏe cũng như làm cho tinh thần minh mẫn, thông suốt. Trang sức mặt hổ lô được sử dụng để làm ngọc bội và dây chuyền, để hóa giải tình duyên không suôn sẻ, ngăn chặn những hung tinh cũng như cầu bình an cho tâm hồn. Nhẫn mã não đen bản tròn nhỏ. Đá mã não đen được cho là báu vật trong kinh Phật cổ xưa, thường được người xưa cho vào kho báu của mình để chôn giấu. Đây cũng là biểu tượng của hưng thịnh và sức khỏe. Không chỉ sở hữu gam màu đen nhám huyền bí, bí ẩn, thu hút ánh nhìn của người đối diện, vòng tay đá mã não đen còn lại sự may mắn, hạnh phúc và tình yêu, niềm tin, sự hy vọng vào cuộc sống. Nhẫn mã não đen có tác dụng mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo vệ chủ nhân khỏi các xung năng lượng xấu, tà khí, giúp tinh thần được ổn định, giao tiếp được thuận lợi hơn. Mẫu đơn trên như ý. Mẫu đơn được coi là loài hoa của vua chúa, là biểu tượng của phú quý, sang giàu. Mặt khác, hoa mẫu đơn còn là biểu tượng cho sự đào hoa, có tác dụng kích hoạt nhân duyên, cải thiện quan hệ với mọi người xung quanh. Đặt hoa mẫu đơn trên như ý, nhằm mang ý nghĩa cầu được ước thấy, mọi sự đều được toại nguyện, nhấn mạnh đường tình duyên của bạn sẽ được như ý muốn. Bạn có thể đặt tượng mẫu đơn trên như ý ở phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ đều được. Cặp thiên nga vàng. Đôi chim thiên nga là biểu tượng cho tình yêu, vì loại chim này thường đi theo đôi, theo cặp với nhau và rất ít khi tách rời. Chẳng may một trong hai con chết đi, thì nó vẫn cặp với một con khác, mà vẫn đi một mình. Vì vậy đây là loại chim biểu tượng cho sự chung thủy, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Cặp thiên nga vàng này ngoài việc trang trí cho phòng ngủ thêm sang trọng, thì còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong hôn nhân, gia đình, đó là vợ chồng luôn luôn dõi theo nhau và che chở cho nhau. Bổ nguyên bảo hoàng long. Ngọc hoàng long là đá quý có màu vàng chủ đạo, có nghĩa chiêu tài lộc,
mang đến may mắn phát tài cho người sở hữu. Bên cạnh đó, đây còn là loại đá hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe. Đá này còn giúp cho bạn cân bằng tinh thần, giúp người đeo có được tinh thần thoải mái, thư thái, từ đó sáng suốt hơn để đưa ra những quyết định và dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bổn nguyên bảo bên trong có chứa kim nguyên bảo, là biểu tượng của tài lộc, chiêu tài phát lộc, đem lại may mắn cho người sở hữu. Hãy đặt bổn nguyên bảo ở bàn thờ thần tài, thổ địa, phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc để gia tăng cát khí, thu hút vận may và tăng tài lộc cho chủ nhân. Quý vị thân mến, sau đây là lời Phật dạy về may mắn, giúp ta nhận ra rằng, dù bạn gặp nhiều may mắn hơn người khác thì cũng đừng vội mừng. Bạn cần hiểu rằng, mình cũng như những người ít phước ngoài kia, vẫn phải chăm bẵm ruộng phước của mình. Nếu không thì nó cũng sẽ hết đi lúc nào không hay. Nhất là đang có điều kiện tốt thì lại càng dễ vì cám dỗ mà đánh mất phước lộc. Vì cuộc sống thuận lợi là tác nhân khiến bạn dễ sinh tâm ngạo mạn, hay xem thường những người xung quanh, những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình. Từ đó, rất dễ tạo những điều xấu ác như ức hiếp người, gieo khẩu nghiệp. Không ít người tự mãn với cuộc sống của mình, rồi quay sang mắng chửi, xúc phạm người khác, và đôi khi để giữ vị thế giàu có, họ còn có thể làm những điều bất chính trong kinh doanh, thậm chí là vi phạm pháp luật. Thế mới nói, người gặp toàn chuyện may có khi lại là cái họa tiềm ẩn, khi mà họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tu tâm. Đó là khi dụng phước của họ dần mất đi, họ cứ tưởng những gì họ nhận được là đương nhiên, nên chẳng cần học hỏi, cải thiện cuộc sống, tích đức, hành thiện nữa, vì cuộc đời của mình đã sung sướng lắm rồi. Không những thế, họ bắt đầu sinh ra nhàn cư vi bất thiện, chạy theo những khoái lạc mà gây tạo nghiệp, ăn uống thừa thãi, chi tiêu hoang phí, còn cái cũng theo cái lối sống đó mà rất dễ hư hỏng, khó dạy bảo. Đừng nghĩ rằng mình may mắn thì điều đó sẽ kéo dài mãi. Không vun đắp nuôi dưỡng thêm thì thật ra phước đã bị tổn quá nhiều, nghiệp tội tạo ra ngày càng lớn. Chính điều này sẽ làm cho bạn bị sụp đổ sau đó và thậm chí rơi xuống đáy của xã hội. Thực tế đang diễn ra là những người trúng số giàu lên nhanh chóng và sau 2 đến 3 năm, họ quay về con số 0, thậm chí có người trở thành vô gia cư, phải đi xin thức ăn, tiền bạc sống qua ngày. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.